Minh Vũ xin mời chào quý cô chú, anh chị và các bạn. Dạ, kính thưa quý vị, hiện tại Minh Vũ cập nhật bản tin buổi sáng của ngày 20 tháng 5 nha quý vị. Hôm nay Minh Vũ gửi tới cho quý vị những cái thông tin sau đây. Có một nghi can gốc Việt đã sử dụng thẻ tín dụng đánh cắp để mà mua hàng và anh chàng này đã bị bắt. Và người phụ nữ bị bắt cóc được cứu sau khi mà để lại một cái ghi chú tại một cái cửa hàng bán KFC yêu cầu giúp đỡ. Giá xăng trung bình ở Mỹ, California nó lên kỷ lục mới 6 đô la Mỹ và kinh tế thế giới thì tạo thêm những cái khó khăn tranh cử cho đảng Dân Chủ. Liên Hiệp Quốc cảnh báo những cái nạn đói kêu gọi Nga hãy để Ukraine bán ngũ cốc ra cho thế giới. Và lo twist những cái chính trị cả ngày, ông Elon Musk đó, ông mất hơn 12 tỷ đô la trong một ngày. Ông Trump, ông giới thiệu ra một cái cuốn sách mới cho trẻ em về vua Donald và chiến đấu với lại bà Hillary Clinton. Và tình báo của Mỹ thì lo ngại những cái hành động tàn bạo ở bên Mariupol sẽ lãnh những cái hậu quả. EU họ muốn dùng cái tài sản tịch thu được của Nga để mà tái thiết Ukraine. Và tình hình Mai Vũ cập nhật mới nhất ở bên Ukraine ác liệt khắp Donbass, Nga nói gần kiểm soát được hoàn toàn Luhansk. Và dịch COVID-19 chưa có dứt thì Sài Gòn lại báo động thêm một cái dịch khác nữa, đó là sốt xuất huyết. Và kính thưa quý vị, đó là những cái thông tin Mai Vũ sẽ gửi tới cho quý vị trong cái bản tin buổi sáng ngày hôm nay. Quý vị ơi, đừng có tiếp một cái like cho Mai Vũ nha quý vị. Còn ai là lần đầu tiên ghé kênh Mai Vũ thế, ủng hộ Mai Vũ bằng bấm một cái đăng ký. Tại vì những cái like của quý vị là cái nhấn thích đó, và cái đăng ký thì nó hoàn toàn miễn phí. Cho phép Mai Vũ giới thiệu một chút xíu, dạo này Mai Vũ đang bán hàng trên mạng xã hội. Thì Mai Vũ bán những cái áo đầm đó, cái áo Mai Vũ đang mặc là áo đầm đó, hoặc là áo dài, đồ vest, rất là nhiều những cái thứ khác nữa, bông tai, rồi đồ điệp bụng. Nếu mà ai mà có nhu cầu hoặc là thích những cái áo giống như Mai Vũ mặc mỗi cái video thì hãy nhắn tin cho Mai Vũ theo số điện thoại 717-434-0462. Mai Vũ sẽ nhận tiền bằng chuyển tiền bằng cái app Zelle, Venmo, Cash App, hoặc là nếu chị nào hoặc là cô bác lớn tuổi mà không có biết dùng mấy cái app đó đó thì hãy viết check gửi cho Mai Vũ và Mai Vũ sẽ chuyển hàng cho quý vị. Mai Vũ để rất là nhiều những cái video ở trên YouTube rồi. Nếu mà quý vị nào mà không có thấy video của Mai Vũ mà vô tình coi được một trong những cái video mà quý vị thích những cái áo mà Mai Vũ mặc đó thì hãy nhắn tin cho Mai Vũ. Mai Vũ sẽ gửi thêm video cho quý vị để quý vị có thể lựa chọn. Thì khi mà mình lựa chọn mình thích cái kiểu nào thì mình phải chụp ngay màn hình cái mẫu đó lại và mình gửi qua cho Mai Vũ, thì Mai Vũ sẽ tìm size cho quý vị. Nhớ nói cho Mai Vũ cái vòng eo và vòng ngực, hoặc là nói là mình mặc cái size nào đó để Mai Vũ lấy cho nó chính xác ha quý vị. Cái áo Mai Vũ đang mặc nó giống như cái áo đầm này nè quý vị. Nó cái cổ của nó là cái cổ cổ vuông đang là mốt hiện tại bây giờ. Nếu mà chị nào thích thì hãy nhắn tin cho Mai Vũ để Mai Vũ chốt đơn cho ha. Hiện tại Mai Vũ có SLM hoặc là XL hoặc là cái size XS gì đó để Mai Vũ phải kiểm lại. Nhưng mà Mai Vũ hiện đang có rất là nhiều những cái kiểu cổ vuông như vậy. Nếu mà ai thích nhớ nhắn tin cho Mai Vũ 717-434-0462. Dạ Mai Vũ cảm ơn quý vị đã giữ màn hình cho Mai Vũ. Sau đây Mai Vũ gửi tới cái thông tin đầu tiên, có một nghi can gốc Việt đã sử dụng cái thẻ tín dụng đánh cắp để mà mua hàng. Thì ngày 13 tháng 5 đó, cảnh sát ở bên Texas họ đã bắt giam một người đàn ông bị truy nã vì cái tội gian lận thẻ tín dụng. Cảnh sát cho biết anh ta tên là Alan Pham đã bị tạm giữ bữa tội gian lận thẻ tín dụng với lại ba tội danh. Những cái nhà chức trách họ cho biết anh Phạm này anh đã được nhận dạng bằng một cái mẹo ngăn chặn tội phạm ở bên cái quận của người cái quận Rowville liên quan tới một cái đối tượng đã sử dụng bị đánh cắp thẻ mua hàng này. Và anh Phạm thì anh đã bị đưa tới một cái nhà tù của thành phố và bị buộc tội vào bữa hôm thứ bảy ngày 14 tháng 5. Những cái nhà chức trách cho biết quý vị cái tội mà tự nhiên đi lấy thẻ tín dụng của người khác dùng á, mình nghĩ là mình dùng được trong cái lúc đó, nhưng mà tất cả những cái record, những cái mà họ ghi lại đó thì nó còn ở đó quý vị. Đừng có dại mà lấy thẻ tín dụng của ai đó mà dùng quý vị ơi, nó không có thọ đâu, trước sau gì người ta cũng phát hiện ra. Nếu mà không có phát hiện ra đó, chắc chắn là mình dùng cái thẻ tín dụng đó mình phải đi mua đồ, và mình phải đi vô cho một cái cửa hàng nào đó mình mua đồ, hoặc là mình mua đồ bằng cái cách nào đó là họ biết ngay cái thời điểm đó, hiện tại ngày nào, giờ nào, tháng nào, phút nào, ai là người mua đồ và mua ở cửa hàng nào. Dĩ nhiên là tất cả những cái cửa hàng tiện lợi bây giờ nó đều có những cái video quay lại, họ chỉ cần bấm lại cái video camera mà họ quay lại ở cái tiệm của họ là ngày đó, phút đó, giờ đó, ai
hay là người đã đứng đó dùng cái thẻ điện thoại hoặc là dùng cái thẻ đó để mua đồ, để tính tiền, thì họ sẽ phát hiện ra ai là người ăn cắp đó quý vị. Nên quý vị nếu mà lụm được cái thẻ tín dụng đó thì thứ nhất là mình đưa tới đâu để mình trả, hoặc là mình bỏ vô sọt rác, chứ mình đừng có mà xài chứ sau gì cũng bị phanh phui ra, giống như một cái anh chàng gốc Việt này đã bị bắt tại vì chỉ có dùng thẻ tín dụng của người khác mà xài. Một cái thông tin khác mình muốn gửi tới cho quý vị, người phụ nữ bị bắt cóc được cứu sau khi để lại ghi chú tại một cái cửa hàng KFC yêu cầu cần giúp đỡ. Một nhân viên của cửa hàng KFC ở bên Tennessee đã giúp giải cứu một phụ nữ này được cho là đã bị bắt cóc sau khi cô ta để lại cái lời nhắn ở cửa hàng và cầu xin sự giúp đỡ, cảnh sát cho biết. Người phụ nữ này để lại một cái mảnh giấy ghi chú tại cái cửa hàng ăn nhanh đó ở bên Winchester ở bên Memphis vào tối những bữa hôm chủ nhật, khiến cho một nhân viên của KFC họ phải gọi cho cảnh sát, và cảnh sát tới hiện trường chỉ sau 5 giờ chiều và tìm thấy nạn nhân và một người đàn ông tên là Clay, bạn trai của cô, trùng khớp với lại những cái mô tả mà nhân viên của KFC họ cung cấp theo bản tin khi mà họ khai bị bắt. Và khi mà những viên cảnh sát này họ tiết lộ đó, tiếp cận họ với người đàn ông này thì đã bỏ chạy một cái cuộc rượt đuổi bằng sau đó, và anh ta đã bị tóm gọn. Và nạn nhân tới Tennessee bằng một cái xe bus từ một cái tiểu bang khác để mà gặp Clay. Nhưng mà cặp đôi này đã xảy ra tranh cãi, và khi mà cô định rời khỏi anh ta nhiều lần đó thì anh ta không có chịu để cho cô ta đi. Cảnh sát cho biết trong một cái thông cáo báo chí, và cảnh sát đó cho biết thêm là cái anh chàng này nè, anh đã bắt giữ cô ấy trái với lại ý muốn của cô ấy bằng những cái cuộc tấn công đe dọa và được trang bị một cái khẩu súng ngắn. Người phụ nữ này nói với lại cảnh sát rằng anh chàng này đã lạm dụng thể chất đối với lại cô bằng cái cách đấm vào mặt cô, và khi mà cô cố gắng để mà rời khỏi anh ta đã lấy điện thoại của cô và không có cho cô rời khỏi cái tầm mắt của anh ta trong nhiều ngày. Bản khai bắt giữ nêu rõ, anh chàng này, anh Clay, anh mới có 23 tuổi, bị cáo buộc là bắt cóc và bỏ chạy khi mà bị bắt, và anh ta đang bị giam tại một cái quận, cái này là sao bài ở trong cái nhà tù đó, với số tiền tại ngoại 35.000 đô la Mỹ. Phiên điều trần sơ bộ của nghi can này được ấn định vào ngày mùng 1 tháng 6. Trời, quý vị nguy hiểm quá quý vị, quen bạn trai qua mạng mà đi xe bus xuyên bang để tới gặp bạn trai mà không ngờ gặp cái tên điên quý vị ơi. Nó giống kiểu như là bây giờ mình không thích, mình không quen nữa, nó không cho về, nó giữ lại giống như là nó dùng súng để nó khống chế rồi nó lấy điện thoại, quá là kinh hãi. Nên quý vị mà quen biết trên mạng xã hội phải hết sức cẩn thận nha quý vị. Một thông tin khác mình muốn gửi tới cho quý vị, giá xăng trung bình ở California nó lại tạo một cái kỷ lục mới hơn 6 đô la Mỹ trên một gallon. California sau 3 tuần tăng đều đặn thì giá xăng trung bình loại thường ở California nó vượt quá 6 đô la Mỹ bữa hôm thứ Năm ngày 19. Nó cao kỷ lục ở tiểu bang này cũng như là cả nước Mỹ, theo báo của Orange County. Giá xăng trung bình loại thường ở bên California đó nó lên 6 đồng lẻ 6 cent. Theo AAA hay Hiệp hội Xe hơi của Hoa Kỳ. Và giá xăng ở Orange County và Los Angeles thì nó vượt quá 6 đô la hồi cuối tháng 3, rồi sau đó nó hạ xuống. Tuần này đó, giá xăng ở hai quận hạt này nó lên kỷ lục mới bữa hôm thứ Tư. Orange County 6 đồng 37 cent trên một gallon, và Los Angeles thì 6 đồng 0,89, rồi lại lên kỷ lục khác bữa hôm thứ Năm đó, 6 đồng 0,76, Los Angeles cao tỷ 6,0,97. Và giá xăng mà cái thời gian qua do cái giá dầu thô nó cao, ông Andrew Cross, ông phát ngôn viên của AAA, ông cho hay là giá dầu thô Brent đó bữa hôm thứ Tư nó giảm 2 đồng 82 còn lại 109.11 đô la. Giá dầu thô Brent là giá dầu mà căn bản của toàn cầu, chiếm khoảng 80% dầu thô của thế giới. Giá xăng trung bình cao kỷ lục gần đây nhất ở bên Los Angeles cao tỷ là 6 đồng 7 sen hôm ngày 28 tháng 3, còn ở bên Orange cao tỷ là 6 đồng 29 sen bữa hôm ngày 29 tháng 3. Giá xăng trung bình nó tiếp tục lên gần 6 đô la ở Riverside cao tỷ và ở bên San Bernardino cao tỷ. Giá xăng trung bình bữa hôm thứ Năm nó lên 5 đồng 98 ở bên Riverside. Giá xăng bữa hôm thứ Năm nó tăng 4 đồng 02 một ngày, phá kỷ lục 4.4 đồng 02 một ngày, phá kỷ lục kéo dài 50 ngày, trước đó là 5.971 bữa hôm ngày 29 tháng 3. Và giá xăng trung bình cả nước Mỹ bữa hôm thứ Năm đó nó lên kỷ lục ngày thứ 10 liên tiếp, nó tăng 2.2 cent lên thành 4 đồng 58 cent trên một gallon. Tình hình
quá là tình hình quý vị, xăng thì cứ lên liên tiếp không có hạ nhiệt. Một cái thông tin khác nữa mình muốn gửi tới cho quý vị, kinh tế thế giới tạm theo sao quý vị, kinh tế thế giới tạo thêm rất là nhiều khó khăn tranh cử cho đảng Dân Chủ. Thì thông tin này gửi ra từ Washington DC, Tổng thống Joe Biden và đảng Dân Chủ đó đang phải đối mặt với lại cái nguy cơ mới trong cái cuộc bầu cử sắp tới, trong cái bối cảnh mà suy thoái toàn cầu do Nga họ xâm lược Ukraine và đại dịch nó khiến cho thành phố này, thành phố và nhà máy của Trung Quốc đóng cửa. Theo thông t, những cái thông tin của AP cung cấp, nền kinh tế thế giới tất nhiên nó không có thể nào mà bỏ phiếu trong cái cuộc bầu cử của Mỹ. Tuy nhiên đây là một cái sức mạnh tiềm ẩn, nó có thể ảnh hưởng cái đợt bỏ phiếu giữa năm nay và có thể quyết định liệu đảng Dân Chủ có giành được kiểm soát Hạ viện và Thượng viện hay là không. Đó là một cái thách thức mới bên cạnh cái giá cả nó leo thang, vốn đang khiến cho cái thứ hạng ủng hộ cho ông Joe Biden ngày càng lao dốc. Và một số nhà kinh tế của Mỹ đó, kinh tế thì họ nghĩ rằng Mỹ hoàn toàn không có bị đe dọa gì từ cái chi phí năng lượng nó tăng cao, đang đe dọa châu Âu và những cái sản lượng hàng hóa nó giảm sút của Trung Quốc. Như vậy, người ta rõ ràng là thấy được những cái tác động nó kéo theo khi mà giá xăng dầu nó tăng cao, tiếp tục đè nặng lên tâm trí của cử tri và túi tiền của họ. Giới chức của liên bang họ thừa nhận những cái sự kiện của toàn cầu nó có thể khiến cho lạm phát nó khó giảm từ cái mức cao gần 40 năm xuống cái mức mà công chúng Mỹ họ mong đợi. Ngày 18 tháng 5, bà Janet, Bộ trưởng Tài chính, bà cho biết là bà tin rằng thị trường việc làm mạnh mẽ có thể là giúp cho Mỹ tránh khỏi cái xu hướng suy thoái chung trên toàn thế giới. Và chúng tôi có rất là nhiều những cái động lực kinh tế ở Mỹ. Nhưng mà bạn biết đấy, đây là một cái môi trường chứa đầy những cái rủi ro cả về lạm phát và cái tốc độ tăng trưởng thì nó chậm lại. Bà Yellen phát biểu tại Đức. Trong khi đó, ông này là ông Powell, ông là chủ tịch ngân hàng của Liên bang Pháp. Ông cho rằng liệu ngân hàng trung ương có cái khả năng mà giảm lạm phát, đồng thời duy trì kinh tế và phát triển hay không, nó phụ thuộc vào tình hình của toàn cầu. Và ông Powell, ông là người kế nhiệm của bà Yellen đó, với lại cái vai trò của chủ tịch của Pháp, cho biết trong một cái cuộc phỏng vấn dành cho Marketplace vào bữa hôm tuần trước, nói rằng cái khả năng của Fed trong cái việc mà giảm lạm phát trong khi đó nó giữ cho nền kinh tế phát triển nó có thể phụ thuộc vào những cái gì nó xảy ra trên toàn cầu. Những cái sự kiện lớn, đặc biệt là những cái sự kiện địa chính trị đó, nó diễn ra khắp thế giới, đóng cái vai trò rất là quan trọng đối với lại nền kinh tế trong năm tới. Vì vậy cái câu hỏi là liệu chúng ta có thể khôi phục tốt hay không, thực ra nó phụ thuộc vào rất là nhiều yếu tố mà không có thể nào kiểm soát. Ông Powell ông nói trong cái cuộc phỏng vấn với lại Market Play bữa hôm tuần trước. Kính thưa quý vị, thông tin tiếp theo mình Vũ gửi tới cho quý vị đó là Liên Hiệp Quốc họ cảnh báo cái nạn đói, kêu gọi Nga hãy để cho Ukraine bán ngũ cốc ra cho thế giới. Thông tin gửi ra từ New York, ông Antonio, ông là tổng thư ký của Liên Hiệp Quốc, bữa hôm thứ Tư ngày 18 đó, ông báo động về cái nạn đói lớn nó kéo dài nhiều năm nếu mà khủng hoảng những cái lương thực nó không được kiểm soát, và đồng thời kêu gọi Nga hãy chấm dứt phong tỏa cảng biển ở bên Ukraine để mà ngũ cốc có thể được di chuyển, theo thông tin từ AFP. Phát biểu tại một cái hội nghị thượng đỉnh lớn của Liên Hiệp Quốc ở New York dưới cái sự chủ quan của ông Antony Blinken, chủ tọa của ông Antony Blinken, ngoại trưởng của Mỹ, ông Guterres ông cho biết đó, chiến tranh tại Ukraine nó góp phần làm cho gia tăng cái tình trạng mất an ninh những cái lương thực của toàn cầu bên cạnh dịch COVID-19 và cái sự nóng lên của toàn cầu. Và cái điều này nó có thể là đẩy hàng chục triệu người vào cái bờ vực mất an ninh lương thực, kéo theo đó là cái sự suy dinh dưỡng và nạn đói hàng loạt. Đó sẽ là một cái cuộc khủng hoảng kéo dài nhiều năm, ông phát biểu. Và ông đưa ra những cái dữ liệu rằng chỉ trong 2 năm, số người mà bị thiếu lương thực nghiêm trọng á, nó tăng gấp đôi, chạm cái mốc 276 triệu người so với lại 135 triệu người thời kỳ trước dịch. Và ngoài ra thì hơn nửa triệu người họ đang sống trong cái điều kiện đói kém, nó tăng hơn 500% so với lại năm 2016. Trước khi mà bị Nga xâm lăng vào tháng 2, Ukraine, và cái vựa mà lương thực lớn của thế giới xuất cảng 4,5 triệu tấn những cái nông sản mỗi tháng bằng đường biển. Ukraine họ chiếm 12% sản lượng lúa mì, 15% sản lượng bắp và một nửa những cái sản lượng dầu hướng dương của thế giới. Tuy nhiên hiện nay những cái cảng của Odessa và những cái cảng khác của Ukraine đang bị quân của Nga họ phong tỏa, chia cách thế giới với lại thế giới.
Vậy nên những cái lương thực đó chỉ có thể vận chuyển theo đường bộ, và đây là cái phương cách mà vận chuyển kém hiệu quả hơn rất là nhiều so với lại đường biển. Do đó, Tổng thư ký của Liên Hiệp Quốc kêu gọi Nga hãy tạo điều kiện để mà ngũ cốc được xuất cảng an toàn và đảm bảo tại những cái cảng của Ukraine. Và đồng thời ông cho biết phía của Nga cũng nên để thế giới có được với lại cái nguồn cung cấp lương thực và phân bón của họ. Tại vì Nga đó hiện đang là nhà cung cấp phân bón và năng lượng hàng đầu ra cho thế giới. Chiến tranh và những cái lệnh trừng phạt đối với lại Moscow nó làm gián đoạn cái nguồn cung cấp phân bón, lúa mì và những cái mặt hàng khác của Nga và Ukraine, đẩy giá của lương thực và nhiên liệu đó lên cao, đặc biệt là ở những cái nước mà đang phát triển. Phân bón nó không phải chịu những cái lệnh trừng phạt của Nga. Tuy nhiên, hoạt động những cái mà kinh doanh thì bị gián đoạn tại vì những cái biện pháp mà chống lại cái hệ thống tài chính của Nga. Đó là một cái cảnh báo từ Liên Hiệp Quốc nha quý vị. Một thông tin kế mà Vũ gửi tới cho quý vị, lo tuyết chuyện chính trị, ông Elon Musk, ông mất hơn 12 tỷ đô la một ngày. Thông tin này gửi ra từ Texas, ông Elon Musk đó, ông là giám đốc của cái công ty Tesla, ông bỏ cả ngày của ông thứ tư ngày 18 tháng 5 để mà ông ta nói chuyện trên Twitter, mà nói chuyện chính trị ở trên Twitter. Và loan báo, ông chuyển sang ủng hộ cho Đảng Cộng Hòa, chê bai tiêu chuẩn và những cái tiêu chuẩn như họ họ gọi là ESG đó, và trả lời một số người dùng Twitter, mạng xã hội mà ông đang mua lại, theo báo của Bloomberg. Trong khi đó, giá cổ phần của Tesla thì nó xuống thấp nhất trong năm nay, khiến cho ông Musk, ông phải mất 12.3 tỷ đô la. Còn cổ phần của Twitter thì tiếp tục trượt dài. Tổng cộng, tỷ phú 50 tuổi này mất 49 tỷ kể từ khi mà ông công bố cái kế hoạch mua lại Twitter hồi tháng trước. Và một phần do cái thị trường chứng khoán nhìn chung á, nó giảm mạnh, và do một số những cái nhà đầu tư Tesla ngày càng lo ngại không có biết ông Musk, ông lấy tiền ở đâu ra để mà mua mạng xã hội khổng lồ này. Ông Musk hiện ông vẫn là người giàu nhất thế giới với lại tài sản của ông ta là 209.9 tỷ đô la. Theo Bloomberg, từ đầu năm cho tới nay thì ông mất 60.4 tỷ, chỉ thua ông Triệu Trường Bằng đó. Ông này là ông thương gia người Canada gốc Trung Quốc, nhà sáng lập ra kiêm tổng giám đốc của cái này là Binance, mất 81 tỷ, và ông tỷ phú của ông Bezos đó, nhà sáng lập ra Amazon, mất 62 tỷ. Kể từ khi mà trả giá để mà mua Twitter 44 tỷ, ông Musk sống lên tiếng ngày càng nhiều. Bữa hôm thứ tư cũng vậy. Trên Twitter, ông nói cái tiêu chuẩn mà ESG đó là lừa đảo. Sau khi mà Tesla mất cái chỗ trên SP Global và chỉ số theo dõi công ty này về cái tiêu chuẩn môi trường, xã hội và quản trị, ông còn dự đoán những cái cuộc tấn công về chính trị nhắm vào ông nó sẽ tăng mạnh mấy tháng tới. Trong cái tweet khác thì ông Musk sống cho hay, lúc trước đó ông ủng hộ đảng Dân Chủ tại vì họ chủ yếu là đảng tử tế, nhưng mà nay ông đổi ý, họ trở thành đảng gây ra chia rẽ và thù ghét, cho nên tôi không có ủng hộ họ nữa mà sẽ bỏ phiếu cho đảng Cộng Hòa, ông viết. Quý vị, những cái nhà nổi tiếng, những cái người mà giàu nhất thế giới đó, chỉ cần một cái Twitter của họ thôi là làm cho cái giá tiền nó lên xuống, thị trường nó lên xuống, nó dao động theo đó quý vị. Một ngày bàn chuyện chính trị thôi mà mất bao nhiêu là tiền. Không biết là ông có nghĩ ra cái chuyện này trước khi mà ông twist như vậy hay không. Một ngày thôi quý vị, mất 12 tỷ trong một ngày. Số tiền đó nhiều người chỉ có mơ thôi mà vẫn không được. Ông Trump ông giới thiệu ra cuốn sách mới cho trẻ em về vua Donald chiến đấu với lại Hillary Clinton. Ông đổi tên bà Hillary thành Clinton. Ông cựu tổng thống Donald Trump ca ngợi cái cuốn sách mà dành cho trẻ em mới, coi ông là người chiến thắng trong cái cuộc chiến giữa vua Donald và ác nhân Hillary Clinton. Ông Trump ông đã ủng hộ cái cuốn sách Âm mưu chống lại nhà vua được viết bởi một người cựu tham mưu trưởng của Ngũ Giác Đại. Trong một cái bài đăng trên mạng xã hội Truth đó của ông bữa hôm thứ tư, cuốn sách mà thiếu nhi này có minh họa. Nó được phát hành trong tuần này, nó kể một cái câu chuyện thân thiện với là ông Trump liên quan tới cái cuộc mà điều tra về cái sự can thiệp của Nga vào cái cuộc bầu cử tổng thống của năm 2016. Một phần của cái nỗ lực mà bất chính nhằm để mà ngăn chặn vua Donald đó làm việc để mà làm cho vương quốc trở nên vĩ đại lần nữa. Và cái âm mưu mà chống lại nhà vua là một cái câu chuyện nó có thật về Nga được viết cho trẻ em bởi một cái người bạn
có cái tên là Cast của tôi, ông Trump ông viết trên một cái chuốc sơ sở. Hãy xem lại cái câu chuyện qua cái con mắt của những cái nhân vật vĩ đại như là vua Donald đẹp trai và một người pháp sư tên là Cass. Và câu chuyện này thì giới thiệu cái cách mà Hillary Clinton đó và một hiệp sĩ gian xảo cố gắng để mà phá hủy nền dân chủ của chúng ta, nhưng mà thật ra vua MAGA đã thắng thế. Và ông nói thêm đó, hãy ủng hộ cho nhà yêu nước vĩ đại này, giáo dục con cái của chúng ta và đưa một cái bản sao mọi cái trường học trên khắp đất nước của chúng ta. Ngoài những cái nhân vật đại diện cho Trump, một người tên là Patty và một người cựu ngoại trưởng Hillary Clinton đại diện cho đảng Dân Chủ, thì California Adam đó mà cựu tổng thống thường gọi đó là Shifty Chip xuất hiện như là một người hiệp sĩ gian xảo. Trong khi đó, cựu giám đốc của FBI ông Jim, ông xuất hiện dưới cái nhân vật có tên là Keeper Comey. Và cái cuốn sách này mô tả một cái nhân vật mà trung tâm của Patel được biết đến rộng rãi như là một người có thể khám phá bất kỳ điều gì về bất kỳ điều gì. Và anh ta làm việc để mà điều tra những cái âm mưu chống lại ông vua đó là cùng với lại công tước của Devin, người đứng đầu cho cựu chủ tịch của Ủy ban Tình báo của Hạ viện tên là Devin. Và một cái yếu tố mà cốt lõi đó của cái câu chuyện quan trọng trong cái cuốn sách cho thấy là Cass, người đã tìm thấy một cái bức thư của Hillary Queen gửi cho Keeper. Cảm ơn anh vì đã phục vụ cho cái việc mà chuyển giấy tờ của tôi tới những cái con sen của cô, tới cái hộp thép một cái cách mà lén lút. Và sau khi mà những cái anh hùng của cái âm mưu mà chống lại nhà vua thắng thế thì Cass đã có một cái bài phát biểu tuyên bố chúng ta không có nên tin rằng nhà vua là kẻ lừa đảo mà không có bất kỳ một cái bằng chứng nào. Và hiệp sĩ bàn bầu dục trục xuất hiệp sĩ gian xảo Hillary Clinton và Comey từ vương quốc mãi mãi. Cái cuốn sách của Patel đó không có phải là một trường hợp đáng chú ý đầu tiên khi mà Trump được coi là một vị vua vào năm 2019. Một người thẩm phán Ralph Jackson, khi đó đang là thẩm phán của tòa án của quận DC nổi tiếng, đã viết rằng những cái tổng thống không có phải là vua trong một cái phán quyết chống lại cựu cố vấn tòa bạch ốc đó của ông Trump, và người đã cố gắng để mà tránh cái trách hầu tòa của quốc hội bởi vì những cái yêu cầu đặc quyền hành pháp. Vì ông mới tung ra, cựu tổng thống Trump ông mới tung ra một cái cuốn sách mà viết lại cái câu chuyện ở trong đó có bà Hillary Clinton, ông đổi tên nha quý vị, ông đổi tên thành Hillary Clinton và ông thì vẫn giữ tên của ông là vua Donna, và viết ra một cái cuốn sách mà châm biếm về những cái vụ mà nó đã xảy ra chính trị đó quý vị cho trẻ em đọc, thì mới tung ra thị trường. Thêm một cái thông tin khác nữa mình muốn gửi tới cho quý vị, tình báo Mỹ lo ngại những cái hành động tàn bạo ở bên Mariupol sẽ lãnh những cái hậu quả. Thì thông tin này của AP cung cấp, thông tin tình báo do Hoa Kỳ họ hậu thuẫn, cho thấy một số viên chức của Nga họ tỏ ra những cái lo ngại đó là quân của họ đó tại thành phố cảng bị tàn phá rất là nặng nề ở bên Mariupol đang ngược đãi tại rất là tai hại, có thể dẫn tới những cái hậu quả đáng lo ngại. Phía của Nga thì lo ngại lạm dụng như là đánh đập, dùng điện để mà xử tử viên chức thành phố, cướp phá vân vân, sẽ phản tác dụng gây ra thù ghét và truyền cảm hứng cho những người dân của địa phương để mà họ chống đối lại cái sự chiếm đóng của Moscow. Theo một nguồn tin chính phủ của Mỹ đó, người của Nga họ cũng lo sợ những cái vụ mà lạm dụng như vậy nó sẽ làm cho suy yếu những cái tuyên bố của Moscow, đó là họ đang là giải phóng cái thành phố nói tiếng Nga này. Và thông tin tình báo mới được Mỹ họ công khai và chia sẻ khi mà những cái chiến binh của Ukraine cuối cùng họ được di tản ra khỏi nhà máy thép của Azovstal đổ nát. Những cái chiến binh này họ nhận được một cái mệnh lệnh buông vũ khí, từ bỏ những cái thành trì kháng cự cuối cùng ở thành phố cảng bị san bằng và đối mặt với lại một cái tương lai bất định. Và hàng trăm những cái chiến binh tại đây họ đã cầm cự hàng tháng trời dưới những cái mưa bom đạn không có ngừng xuống pháo đài của kháng chiến. Và thành phố biển đó trong 12 tuần qua thì trở thành một cái đống đổ nát, chứng kiến một số những cái trận đấu khốc liệt nhất của cái cuộc chiến. Mariupol nó thu hút cái sự chú ý của toàn thế giới sau cái cuộc mà không kích ngày 9 tháng 3
của Nga vào một cái bệnh viện phụ sản. Và một tuần sau khi cái cuộc không kích vào một cái rạp hát này được xem là cái nơi mà trú bom lớn nhất của Mariupol, tại nhà hát, cái chữ mà trẻ em đó được viết bằng tiếng Nga trên vỉa hè bên ngoài với lại cái hy vọng có thể ngăn chặn cái vụ tấn công này. Theo ước tính gần 600 người đã thiệt mạng trong và ngoài nhà hát. Hiện tại chưa rõ cái mức độ những cái vụ ngược đãi được tình báo của Mỹ họ phanh phui. Nhưng mà những cái thông tin mà tình báo được đưa ra sau khi những cái vụ ngược đãi nhân quyền này nó lan tràn ở Bucha và xung quanh Bucha, cái khu vực ngoại ô của Kiev. Cái bằng chứng về cái vụ mà thảm sát ở bên Bucha xuất hiện vào đầu tháng trước đó, sau khi mà lực lượng của Nga họ rút khỏi cái thành phố. Những cái hình ảnh từ Bucha cho thấy những cái túi mà thi thể chất đóng trong cái rãnh. Tứ chi đó thì vô hồn nhô ra từ những cái ngôi mộ được đào vội vã. Và những cái xác này á, những cái xác người này thì nằm rải rác trên đường phố. Trong khi đó, binh sĩ của Nga họ bị bắt làm tù binh. Và đầu tiên vào bữa hôm thứ tư thì đã bị Ukraine họ đưa ra xét xử những cái tội ác của chiến tranh. Thượng nghị sĩ của Nga Vadim, 21 tuổi, nhận tội giết một dân thường 62 tuổi, tay không. Và anh ta đó có thể là phải đối diện với lại một án tù chung thân. Và công tố viên hàng đầu của Ukraine cho biết có thêm khoảng 40 trường hợp tội phạm chiến tranh khác đang được chuẩn bị để mà đưa ra xét xử. Một thông tin khác nữa, EU họ muốn dùng cái tài sản tịch thu của Nga để mà tái thiết lại Ukraine. Chủ tịch Ủy ban của châu Âu von Lander, bà von der đó, bà cho biết là EU họ đang tìm cái cách để dùng tài sản tịch thu được từ cái quỹ của những cái người tỷ phú của Nga để mà tái thiết lại Ukraine. Những cái luật sư của chúng tôi đang làm việc kỹ lưỡng để mà tìm ra những cái cách có thể sử dụng cái số tài sản bị tịch thu từ những cái nhà tài phiệt của Nga nhằm để tái thiết Ukraine. Tôi nghĩ Nga họ cũng nên đóng góp. Chủ tịch Ủy ban của châu Âu bà von der bà nói với lại một kênh truyền hình của GDF bữa hôm ngày 19 tháng 5. Bà von der đó, bà cho biết thêm á, bà ủng hộ cái việc kết hợp cái quá trình tái thiết là lâu dài của Ukraine với lại những cái cải cách cần thiết để mà quốc gia này có thể gia nhập vô khối liên minh của EU. Và chúng ta sẽ phải đồng tài trợ cho cái quá trình tái thiết lại Ukraine và cũng nên thực hiện lại những cái cải cách trong khủng hoảng trong khoảng thời gian này, như là chống những cái tham nhũng hay là củng cố lại thượng tôn pháp luật, chủ tịch ủy ban của châu Âu nói thêm. Và theo bà đó, Ukraine muốn gia nhập vô EU bằng bất kỳ giá nào. Đó là cái lý do mà khiến cho họ có cái động lực rất là lớn để mà thực hiện cải cách, là những cái mà cải cách cần thiết. Và cái quá trình mà gia nhập phụ thuộc rất là nhiều vào cái cách mà quốc gia ứng viên hành xử và những cái gì mà họ làm. Bà nhấn mạnh, Bộ trưởng Tài chính của Đức đó, Christian Lindner, bữa hôm ngày 8 tháng 5 thì cho biết là ông sẵn sàng để mà thảo luận về một cái phương án tịch thu tài sản của Ngân hàng Trung ương của Nga để mà trao cho Ukraine tái thiết lại đất nước. Tổng thống Mỹ ông Joe Biden trước đó ông cũng đề xuất phát mãi cái tài sản của những cái nhà tài phiệt của Nga để mà khắc phục những cái tổn thất mà Nga họ gây ra và giúp xây dựng lại Ukraine. Tuy nhiên, những cái giới chuyên gia họ cảnh báo cái hành động mà phát mãi tài sản cá nhân như vậy đó, nó có thể là vi phạm vô một cái nguyên tắc pháp lý và dẫn tới những cái vụ kiện tụng rất là phức tạp. Chính phủ của Ukraine hồi tháng 4 thì họ ước tính là kinh phí tái thiết lại sau khi chiến sự kết thúc ít nhất là 600 tỷ đô la Mỹ. Những cái nước của phương Tây họ đã liên tiếp để mà tịch thu những cái du thuyền của nhà tài phiệt của Nga. Hồi tháng 3 thì Bộ Tài chính của Pháp thu giữ một cái siêu du thuyền 281 triệu đô la của Eagle, giám đốc điều hành tập đoàn dầu mỏ khổng lồ của nước Nga. Và hồi tháng 4 thì Tây Ban Nha họ cũng tịch thu một cái du thuyền 90 triệu đô la Mỹ của một người tỷ phú của Nga theo những cái yêu cầu từ Washington. Chiến sự mới nhất tới chiều ngày 20 tháng 5 nha quý vị. Hôm nay 20 tháng 5 ở Mỹ thì cái này thông tin này là ở bên nước của họ đó. Những cái ác liệt khắp Donbass, Nga nói gần kiểm soát được hoàn toàn Luhansk. Bộ trưởng Quốc phòng của Nga đó, ông Shoigu, bữa hôm ngày 20 tháng 5 thì ông tuyên bố những cái lực lượng của Nga gần kiểm soát được hoàn toàn cái vùng ly khai của Luhansk thuộc phía miền đông của Ukraine. Trong khi đó, những cái lực lượng mà vũ trang của Ukraine thì họ công bố những cái tổn thất mới của lực lượng của Nga. Cái việc mà giải phóng Cộng hòa Nhân dân của Luhansk đó gần hoàn tất, và Bộ trưởng Shoigu thì nhấn mạnh trong một cái cuộc họp theo AFP dẫn lại những cái thông tin
tự báo chí của Nga. Và Bộ trưởng Shoigu thì nói là có 1.908 những cái binh sĩ của Ukraine họ cố thủ lại trong cái nhà máy thép của Azovstal ở bên thành phố của Mariupol họ đầu hàng. Cái nhà máy thép Azovstal này á, là một cái thành trì cuối cùng của lực lượng Ukraine ở bên Mariupol, vốn đang nằm trong cái sự kiểm soát của những cái lực lượng của Nga. Và hiện tại thì chưa có những cái thông tin gì về những cái phản ứng của Ukraine đối với lại những cái tuyên bố trên của ông Shoigu. Trong khi đó, ông Denis, ông chỉ huy lực lượng của Ukraine, ông còn cố thủ lại trong nhà máy của Azovstal. Bữa hôm nay thì cho hay là lực lượng này họ đã được lệnh là dừng chiến đấu để mà cứu mạng những cái binh sĩ theo Reuters cung cấp. Và ông Roko, ông Prokopenko, ông cho biết thêm á, những cái dân thường và binh sĩ thì bị thương đã được sơ tán ra khỏi nhà máy thép. Trong khi đó, những cái thi thể của những người chết ở trong nhà máy này thì vẫn đang được đưa ra khỏi nơi đó. Và Bộ Tổng tham mưu của quân đội Ukraine bữa hôm nay họ cảnh báo những cái lực lượng của Nga đẩy mạnh chiến dịch tấn công ở phía vùng của Donbass, thuộc phía miền đông của Ukraine, dùng pháo, bệ phóng rocket và những cái máy bay để mà phá hoại những cái cơ sở phòng thủ xung quanh cái tỉnh Donetsk, theo Reuters. Và tỉnh trưởng Gai của cái tỉnh mà Luhansk thuộc phía của cũng thuộc phía của Donbass đó còn nói rằng cái cuộc nã pháo của lực lượng của Nga trong cái tỉnh này đã khiến cho 13 dân thường thiệt mạng trong 24 giờ trước đó, và hiện chưa có những cái thông tin về những cái phản ứng của Nga. Moscow đó họ từng nhiều lần phủ nhận những cái chiến dịch quân sự của Nga nhắm vào những cái mục tiêu quân sự ở bên Ukraine. Tương tự, giới tình báo quân đội của nước Anh bữa hôm nay họ cho rằng những cái lực lượng của Nga họ có thể là củng cố những cái chiến dịch quân sự ở bên Donbass một khi họ giành được cái quyền mà kiểm soát hoàn toàn thành phố của Mariupol. Ukraine nói Nga mất 28.700 những cái binh sĩ, những cái lực lượng vũ trang của Ukraine bữa hôm nay họ tuyên bố kể từ khi phát động ra chiến tranh ngày 24 tháng 2 cho tới nay, Nga họ đã mất 28.700 binh sĩ và 1.263 xe tăng, 3.090 những cái xe bọc thép chở quân và 596 những cái hệ thống pháo, 200 cái hệ thống mà phóng ra những cái rocket đa nòng và 93 cái hệ thống phòng không, 168 xe tăng, 205 máy bay, 460 máy bay không người lái, 13 cái tàu, theo trang báo của Kiev Independent. Và hiện tại chưa có cái thông tin gì về những cái phản ứng của Nga. Trước đó vào ngày 14 tháng 5, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng của Nga tuyên bố kể từ khi mà phát động ra chiến tranh ở bên Ukraine, những cái lực lượng của Nga họ đã loại bỏ 165 máy bay, 125 trực thăng, 864 máy bay không người lái, 304 hệ thống phòng không, 3.067 xe tăng và những cái xe bọc thép khác, 372 hệ thống rocket đa nòng, 1.517 những cái khẩu pháo và 2.913 những cái xe mà chuyên dụng. Và Nga đó họ lập ra 12 những cái đơn vị để mà đối phó với lại cái việc Phần Lan và Thụy Điển họ gia nhập vô NATO. Theo hãng tin của RIA thì bữa hôm nay, dẫn theo lời của Bộ trưởng Quốc phòng của Nga, ông Shoigu cảnh báo cái việc mà Phần Lan và Thụy Điển gia nhập vô NATO đã dẫn tới một cái sự mà gia tăng trong những cái mối đe dọa quân sự gần với lại biên giới. Và tuyên bố của Moscow thì đang thực hiện những cái biện pháp đáp trả đầy đủ, theo Reuters. RIA họ còn dẫn lời của Bộ trưởng ông Shoigu cho hay là Nga sẽ ứng phó bằng cái cách lập ra 12 cái đơn vị mới trong cái quân khu của miền Tây của nước này. Và ngày 18 tháng 5 thì Phần Lan và Thụy Điển đó chính thức để mà nộp đơn gia nhập NATO. Cái việc mà Phần Lan và Thụy Điển họ xin gia nhập NATO cần phải được xác nhận của cả 30 quốc gia thành viên hiện nay họ phê chuẩn. Nhưng mà Tổng thống của Thổ Nhĩ Kỳ ngày 19 tháng 5 thì cho hay là Ankara đã nói với lại những cái đồng minh rằng Thổ Nhĩ Kỳ sẽ phản đối Phần Lan. Nếu mà Phần Lan gia nhập vô NATO thì cái đường mà biên giới trên bộ của Nga đó sẽ chia sẻ với lại những cái lãnh thổ thuộc NATO, nó sẽ tăng lên gấp đôi, theo đài của CNBC. Phần Lan họ chia sẻ cái đường biên giới dài tới 1.340 km với Nga. Và Thụy Điển thì không có đường biên giới trên bộ chung với lại Nga, nhưng mà hai nước này có cái đường biên giới chung. Nga hiện tại họ chưa có biên giới trên bộ chung với lại 5 quốc gia là thành viên của NATO, bao gồm Latvia, Estonia, Lithuania,
Lithuania và Ba Lan và Na Uy. Đó là tin tức mình vừa cập nhật được ở bên chính sự ở bên Ukraine và Nga nha quý vị. Sau đây mình vừa gửi tới cho quý vị một cái thông tin liên quan tới Việt Nam quý vị ạ. À. Việt Nam thì cái dịch COVID-19 nó chưa có giống như là nó chưa có dứt thì Sài Gòn lại báo động thêm một cái dịch khác nữa. Vì ơi đó là dịch sốt xuất huyết. Thông tin này gửi ra từ Sài Gòn sau COVID-19, Sài Gòn ghi nhận số lượng lớn những cái người mà nhiễm những cái bệnh truyền nhiễm khác đang gia tăng, trong đó có những cái lo ngại đó là sốt xuất huyết, tay chân và miệng. Cái dịch sốt xuất huyết này tại cái thành phố nó đang rất là đáng báo động. Theo báo của VN Express dẫn lại lời của ông Nguyễn Hồng Tâm, đó là phó giám đốc của phụ trách của trung tâm kiểm soát bệnh tật đó ở Sài Gòn, hay còn gọi là HCDC, nhận định tại cái họp báo về công tác phòng chống dịch COVID-19 và phục hồi kinh tế ở Sài Gòn chiều ngày 19 tháng 5. Theo đó thì chỉ trong gần 5 tháng qua, Sài Gòn đã ghi nhận số ca mà sốt huyết nó tăng 500%. Sốt xuất huyết đó, nó nặng đó, nó tăng 500%, số ca nhiễm tăng hơn 23% so với lại cùng kỳ năm ngoái. Cụ thể hiện tại thì thành phố đã ghi nhận là 8.248 ca sốt xuất huyết, trong đó có 175 ca nặng, 6 ca tử vong. Trong khi đó, hồi năm ngoái đó, số ca tử vong chỉ có 2 trường hợp và cả năm có 9 ca tử vong. Đây không phải là lần đầu tiên, bởi vì trong một tháng qua, thành phố này đã cảnh báo về cái dịch sốt xuất huyết diễn biến rất là phức tạp. Từ cuối tháng 4 vừa qua thì HCDC họ đã cảnh báo sốt xuất huyết vào mùa và nguy cơ bùng phát theo COVID-19, với lại số ca nhiễm nó ghi nhận khoảng 4.500, trong đó có 109 ca nặng, 2 ca tử vong. Điều này thật là đáng lo ngại, bởi vì so với lại cái thời điểm của năm 2009 đó, cái năm mà sốt xuất huyết nó bùng phát thành dịch ở Việt Nam với lại hơn 20.000 ca, nhưng mà cái số ca bệnh nặng đó cũng chỉ có 38 trường hợp. Và ông Tâm thì ông cho biết thêm á, là bên cạnh cái dịch sốt xuất huyết này, cái dịch tay chân miệng tại cái thành phố đó hiện nay nó giảm hơn 74% so với lại cùng kỳ năm ngoái, với lại hơn 2.370 ca, chưa có ghi nhận những cái ca tử vong. Tuy nhiên, người dân họ vẫn cần phải cảnh giác cao độ, nhất là trẻ em, bởi vì cái bệnh này thì nó lây truyền từ người này sang người khác qua đường tiêu hóa, phân bón và nước nổi ở trên da. Và ngoài Sài Gòn ra thì hồi cuối tháng 4 vừa qua, Bộ Y tế họ cũng cảnh báo số ca nhiễm sốt xuất huyết có thể là tăng trong cái thời gian tới do bắt đầu vào cái mùa dịch này. Ở Bình Dương hơn 2.200 ca sốt xuất huyết kể từ đầu năm của năm 2022, trong đó 5 trường hợp tử vong. Tại Đồng Nai á, số ca nhiễm đó là 524, nó tăng hơn 150 ca so với lại tháng 3. Những cái tỉnh ở khu vực của Tây Nam Bộ cũng ghi nhận cái số ca nó tăng cao, chẳng hạn như là thành phố của Long Xuyên, tỉnh An Giang. Trong đó có 4 tháng đầu năm của năm 2022 đã có gần 200 ca. Nó tăng gần 3 lần so với lại cùng kỳ năm ngoái. Và đó là những cái thông tin mà Vũ gửi tới cho quý vị trong cái bản tin buổi sáng ngày hôm nay. Quý vị ơi, quý vị nếu mà quý vị nào mà chưa có bấm like bấm thích đó, nhớ bấm một cái để ủng hộ cho Mai Vũ nha. Còn ai là lần đầu tiên ghé kênh Mai Vũ sẽ bấm một cái đăng ký để ủng hộ cho kênh. Dạo này Mai Vũ đang bán hàng trên mạng xã hội. Nếu mà quý vị nào mà có thích những cái áo mà Mai Vũ đang mặc khi mà Mai Vũ livestream đó quý vị, thì hãy chụp màn hình lại và nhắn tin cho Mai Vũ theo số điện thoại 717-434-0462. Và cái áo Mai Vũ đang mặc thì nó trông giống như cái áo này nè. Nếu mà ai thích cái áo này, kiểu này thì hãy nhắn tin lại cho Mai Vũ nha. Bên cạnh cái màu này thì Mai Vũ cũng có những cái kiểu nó na ná như vậy, mà cái cổ nó giống như vậy đó quý vị. Rất là nhiều cổ vuông giống như vậy. Nếu mà ai thích đó, thì hãy nhắn tin cho Mai Vũ. Mai Vũ sẽ gửi những cái video cho quý vị. Và rất là nhiều những cái kiểu giống cổ vuông như vậy nhiều lắm. Và đa dạng những cái loại vải, vải muslin, vải gì cũng có hết đó. Quý vị nào thích thì hãy nhắn tin cho Mai Vũ để chốt đơn ha quý vị. Cho Mai Vũ tổng chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị ở video lần sau. Mến chúc tất cả quý vị một ngày tốt lành. Dạ, bye bye, I love you all, bye bye.